Đây là khách sạn này, đi xuống này. Đấy, ra đến đây là đường. Đường thì ra đây là bờ biển luôn. Đây cái tàu đại diện cho những tài năng trẻ ưu tú của đất nước trên các lĩnh vực công tác. Chủ tịch nước nêu rõ văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 xác định một trong những định hướng quan trọng trong phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là phát triển. Đây là bãi biển nhá. Thu hút và trồng dụng nhân tài, tạo môi trường điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng, phát hiện, tôn vinh và trọng dụng của nhân lực trẻ chất lượng cao, công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chủ tịch nước rất nhiều rác ở đây. Đấy, bình thường là mình đi tàu từ đất liền này, đất liền xong bên kia đi ra đến cầu tàu này. Đấy, chỗ cầu tàu này xong rồi đi bộ đi vào trong này và đi vòng một tí này ra đến đây. Khách sạn của bố đang ở đây, cái tòa nhà màu vàng này này. Đấy, không từ tòa nhà đấy mà đi khoảng 20 mét là ra bên biển. Đấy, đây là cái đây, tàu đánh bắt cá tối nay sẽ đi. Đấy nhá, để bố gửi nhá. Đây này, con vẽ con để khoảng cái đường chân trời này, nó nằm 1/3 này. Đấy, hoặc là chéo như này. 1/3 cái này đến 1/3 của cái kia. Đó, hoặc là chéo như này. Đó. Đây, đây là đảo, trong đảo này. Đợt này không có khách mà là ở đây thoải mái chơi. Một bãi đá ở Cô Tô.